Dạ xin chào tất cả các anh chị ạ. Nay Anna làm feedback của một anh Lâm. Anh mua cao dán tắc tia sữa để điều trị viêm tắc tia sữa cho chị nhà mình nha. Cái nickname là Lâm Bất Tử, nghe rất là dễ thương. Và em cảm ơn anh Lâm rất là nhiều đã tin dùng cao dán tắc tia sữa Anna. Em kéo xuống nhanh nhé, để khỏi tốn thời gian của mọi người nhé. Ngày lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 7 thì anh có gọi điện thoại cho em để mua miếng cao dán tắc tia sữa Anan. Thì thường khi mà điều trị bên em sẽ theo dõi cái tình trạng viêm tắc cho mọi người từ khi điều trị cho đến khi khỏi hoàn toàn, và em sẽ hướng dẫn cách tháo cao. Cho nên là thường thường em sẽ add nick của tất cả các anh chị khi mà mua cao rồi để em tiện theo dõi và hướng dẫn. Thì hôm nay là lúc 9 giờ 48 phút sáng này, ngày 29 tháng 7 á, thì anh có nhắn tin lại cho em. Anh bảo cảm ơn em, vợ anh khỏi rồi. Anh tiếp này: cảm ơn em nhiều lắm, mấy ngày trước anh dùng đủ các thứ lá mà có được đâu, may có em. Thì em cũng cảm ơn khi mà nghe feedback của anh Lâm á, thật sự là Anna rất là vui, bởi vì mỗi một Anan rất là hiểu về cái tâm lý tình trạng viêm tắc tuyến sữa, bởi vì khi mà bị viêm thì cơ thể rất là mệt, sốt và nôn nao và người rất là mệt mỏi. Thì các mẹ thì hay rất là mệt, cho nên khi mà em nghe phản hồi từ các anh chị được khỏi á thì em rất là mừng. Đây là cái feedback em làm để các mẹ nào mà đang bị đau á, thì chúng ta có thể nhanh chóng lấy cao để dán vào cho nhanh khỏi nhé. Em cảm ơn anh Lâm và chúc gia đình anh luôn luôn ngập tràn hạnh phúc. Em sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.